Cho con hỏi á, con chim cú mèo á mà nó mỗi lần nó kêu là có điềm báo, sao nó có điềm báo gì hết sư? Cái đó là gọi là cái con chim linh. Dạ. Cái là không phải con chim cú không, mà tôi nói con nghe nha, con nói gì chim linh là tôi nói thêm nữa là các loại chim linh là chim cú là con chim linh, rồi cái con chim heo á, cái con chim heo cô chưa thấy đâu, chắc là cô chưa thấy. Dạ, chỉ theo tôi nói mà thôi. Con chim heo nó nhỏ như cũng như cái con chim khách á, cô biết chim khách nhỏ vậy, nhưng mà nó kêu giống phải là con heo kêu, nó kêu mà cái con chim heo mà cái nhà gì bánh khu như nè, nhà bánh khu đưa bánh khu gì mà chiều chắc chẳng dạng đấy dạng mà nó bay ngang sau hè hay là bay ngang trước cửa, nó chỉ bay ngang không phải nó lại đậu ngang, nó bay ngang cái đâu không biết, nhưng mà nó bay ngang nó kêu nhờ con heo kêu, nhưng mà con chim nó con heo, nhưng mà con nghe giống hết là con heo kêu kêu trong cái nhà đó là có người sắp chết, nó đi rồi có người sắp chết không biết tối nay chết hay là mai chết. À, con chim heo rồi một cái chim ốc, nó chim cú chim heo và chim ốc, đó là ba con chim mình. Chỉ con chim ốc nó đi tới đâu có chuyện tới đó, mà cô nghĩ nó kêu á thì nó đi ăn nó kêu ở đâu nó kêu ở đây, nó lại nhà mình nó kêu, nhà cô mà sắp có chuyện cô không biết đâu, cái nhà này sắp có chuyện đó. Nó lại nó kêu suốt một năm như vậy đó kêu vài chừng nào chết thôi, nó kêu vậy đó. Nó là nó đem cái điềm xấu cho mình, nhưng mà mình không biết, rồi mình đập đuổi nó đi rồi là trong đầu bữa nay rồi tối mời là dạng dạng cũng lại kêu nó kêu chừng nào nhà này có chết một người là thật, chết rồi nó không kêu. Khi nào có chết một người rồi đó, nói là chết chứ đừng có nói là đau, chết một người rồi nó không kêu nó đi bất cuộc từ đó tới sao mấy năm giờ nó cũng có lại kêu nó kêu cũng vậy, con chưa có lại kêu là có chuyện gọi là con chim linh. Cái đó là không phải nó kêu mình mới uống quả, nhưng mà cái đó là cái điềm mình, nó không có kêu nhà mình cũng vẫn chết, nhà mình cũng có người chết, nó cũng kêu nhà mình cũng gặp tai nạn, nó không có lại kêu, nhưng mà mình không biết, bởi vì nó là kêu nó đem cái điềm cho mình biết á, cho mình biết sao. Nhưng mà cái người tin nó còn con chim linh mình sắp có tai họa tới, là đó là tin tưởng là đây là mình sắp có chuyện tới rồi đó, nhưng mà chuyện gì nó tới là nó tới ngay. Chứ không phải tại nó tới nó kêu nhờ mình mới có tai họa, mới có tai nạn, mới có chứ chắc không phải gì. Bởi vì nó đem cái điểm, bởi vì nó biết trước nhớ kìa. Chẳng phải cái con chim cú với con chim mèo với cái con chim heo, bây giờ bạn nó nói gì con chim mà nó báo tin nó đem điều nha, thì suốt cuộc đời cô để ý nha. Bất kỳ là cô đi đâu hay là cô ngồi đây hay ở nhà chẳng đi đâu mà bỗng nhiên có một con chim lỡ, là con chim bay lỡ, đâu không biết nó bay lỡ rớt xuống mặt dây dễ chết, đó là cái điềm sắp mình nào mình có người chết, có xảy ra tai họa gì đó, có tài năng gì đó, có thể là đưa đến chỗ chết chóc, đó là đem cái điềm cho mình, đó điềm cho mình đó, hoặc là con chim gì không biết hay là con cò gì cũng vậy đó, đó là gọi là chim sa đó. Chim sa tức là cuộc chừng như mình đứng gì nè, hay mình đứng đi hay mình đứng ngồi gì bỗng nhiên lại rớt vô mặt mình, đó là rồi chim sa. Rồi con cá gọi là con cá lỉ, con cá cô đương bơi xuồng dưới sông, chèo ra bơi xuống sông bỗng nhiên nó nhảy dưới sông, nó nhảy lên mà đầu nó không nhảy mà nó mình vậy nó lại nó nhảy vô xuồng mình đó. cô bắt nó thả ra là cô biết là tài họa sắp tới, nó đem cái điều nhắc mãi vậy, tài họa đầu họa tới đó là đã cô thấy là, nhưng mà chuyện gì đó nói cái chuyện mà chết rồi sống còn hay mất cái chuyện gì đó là do số mạng của mình, số mạng của mình có tận số hay là không, tôi nói cho cô biết. Má tôi hồi đó đau và bệnh ho lao, bà có 42 tuổi là cô không chừng được 40 rồi. Dạ. Bà còn nói xíu tuổi à, bà 42 tuổi mà đã đau mà ho lao mà 10 năm mới chết, mà cái bữa tối này bà chết thì bữa đó cái ông đạo đi cái ruộng, đi ngang cái sông cái sông cái tàu đó ngoài trấn đò đó. Dạ. Thì bơi ngang sông bỗng con cá leo, con bé heo chừng 20 kg gì đó. Dạ. Leo nó bự gì nó dài chục sải vậy nè, như sông nó phóng nó ruộng nằm xuống. Cô thấy cái chuyện đó là cô thấy cô giật mình chưa, thấy là cô có chuyện kỳ phải không, đó là con cá leo, đó là cái điểm có tài qua bi, nhà mình có người đau, có má tôi đau, thì mình mới ẩm con cá thải xuống sông cho nó đi, ẩm cái
chứ còn gặp mấy người ngang bắt gì ăn. Bắt gì ăn luôn, con cá quá thì bự mà nó con cá leo nó ngon dữ lắm, nó đâu có xương thì thôi đó, sợ biết rồi đó, biết rồi đó, sợ rồi bắt lại xong rồi cũng chết. Chứ 3 giờ khuya má bằng là 3 giờ khuya, 12 giờ khuya, 12 giờ khuya và bà mệt mệt là bắt đầu 3 giờ bà chết. Hồi bà má bằng là chết là bằng đầu 6 tuổi, bằng đầu 6 tuổi bà chết là 42 tuổi rồi. À, rồi một cái nhiều cái chuyện nữa, nhiều cái chuyện nữa chứ, cái nhiều cái chuyện những cái người mà bị tai nạn, bị cái xa xả con chim, mà cô thấy giống chim chài á, chim xanh lè đó, khoảng bự rồi, chơi nó bự gì nè, mà cô đương đi về hoặc đi xuồng hay đi bộ thì bỗng nhiên nó bay trước mặt té vậy lên trên trần, đó là một cái điểm đó. Rồi khi là con cò chẳng hạn, tất cả cái dịu gì, hay là con chim chài cái gì, con chim dịu gì, con chim mà khi nào cô để ý nha, khi nào tất cả cái loài chim gì mà khi nào cô đi đâu, đi xuồng, đi ghe, đi tàu, đi xe, hay là cô ngồi đâu chẳng hạn, nhưng mà bỗng nhiên ở đâu biết nó bay lại nó nào đấy chứ còn nó chết đó. Là cái đó là chim xa, cái đó là cái điểm xấu của mình sắp có tai nạn hay là chết chóc vậy. Rồi con cá là mình đi tạo, đi xuồng, đi ghe, đi gì tất cả, đâu sông mình ngay con sông mình mong mà nó làm cái xuồng, cái mình nhảy xuồng làm rồi có gì đó, nó gọi là con cá liễu. Bởi vì cái người biết á là thấy nó là sợ rồi, không có cho bạn, không có bắt ăn. Nó nói là nói gì thuộc gì chỉ đa rồi đó, những cái đó. Nhưng mà cái người là cái người không tin. Dạ, giống như con quạ đó hả sư, con quạ là cũng đeo cái đềm báo không tốt nữa hả sư? Cái con gì cũng vậy, nhưng mà để tôi nói con quạ đi, tôi nói con quạ nha, vậy nói con quạ, con quạ không nghe. Cái con quạ, ai nói con quạ đó là sợ rồi, cái nó xấu vô cùng, là nó quạ mà, tai quạ. Tai quạ. Quạ, nó đi tới đâu, tai quạ tới đó, tai quạ tới đó. Cái, có một cái nhà nó giàu rất lắm, có thể cất một cái nhà lầu. Có thể có một cái lầu bóng, có thể hàng mừng mấy 20 tỷ lầu, cất xây cất, đường xây cất, là đường xây cất là chưa có gồi, mới nửa chừng à, chưa có gồi, đường xây cất lên khoảng chừng 5 xây cất chưa có gồi, thì bỗng nhiên đâu mà có một cái con chim nó bay ngang, nó bay tới mặt của nó, lại là con quạ nó mới là ác nữa chứ, các con chim khác á thì còn đỡ một chút nha, con quạ là quạ tới rồi, mà tới mà nó lại chết nữa. Cho nó tới coi nó lợi đi, nó đâu bay lại sẹt nhà nó rớt cái răng của nhà rớt cái răng cái trà vậy vậy chết à. Cái đôi mà họ bàn tán không sao, lỡ dở chân bắt là bỏ luôn, không cất nhà, không cất nhà có gì cả. Còn quà nó chết là cô thì cô ý của như thế nào, rồi cô bạn bây giờ, cô bạn đi bây giờ cho cô bạn vợ quấy, cô bạn bà không ra ông này là ông bạn nhà ký cho cô bạn rồi bạn còn ra chị xếp sao đố cô đó. Dạ không biết. cái chuyện là cái chuyện quyền gì á, chuyện dạ. Lên màu nhiễm, cái chuyện quyền bí cao ta mới lấy là cái là dung gì, dạ. Là thuộc kỳ dung gì đó, không biết tôi biết nói gì, tôi biết ai tôi hỏi em, cô nói anh chị cho cô nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện là tốt và xấu. Dạ xấu hả? Đâu phải là xấu, cái điều nên hay là không, cái chuyện đó cái chuyện đang vui đó mà. Cái con quạ mà tự nhiên đưa khi các nhà hàng cả mấy chục tỷ á mà dạ không tốt quá, các cái nhà đâu mà mới là cất xe cất mới phần nữa là chưa có rồi, thì bỗng nhiên con quạ đậu nó bay lại nó quạ tới cái nhà cái nó nuôi gốc xuống đất cái gì chứ chắc dạ. Cái đù dạ. Không phải là sống dạ. Là bao nhiêu quạ sát thân về tới đó. Để là, bây giờ cô có ý kiến chứ là một cái ý kiến hay một cái ý kiến yeah. Mỗi người ý kiến khác nhau thì nói là chúng hay không, rồi bằng đạo sẽ giáp sao, nếu mà nếu chúng là bằng đạo nó chúng, mà nó chặt bằng đạo nó chặt yeah. Cô nói là biết là nó không đúng yeah. Vậy đó, bằng đạo cho biết là cái ý nghĩ cô hiểu biết là đúng hay là sai, cái đó giống như là tai ương quạ gỡ đó rồi phải không sư? Chưa đâu, chưa luôn hồi sơ. Cô nói chưa, chừng nào cô nói rồi đi bậc đạo mới giải. Dạ tụi con ngu tụi con không có hiểu, sư giải đáp cho tụi con hiểu. Bậc đạo đấy nói cô coi thử cô nói có trúng hay không. Dạ bậc đạo giải đáp. Dạ, nếu mà cô nói trúng là trúng, còn nói chặt là chặt. Dạ dạ tụi con không có hiểu sư ơi. Bậc đạo giải nó đáp luôn rồi tụi con không rành. Vậy là cũng vậy luôn, không biết luôn. Dạ con không biết luôn. Dạ rồi á, rồi bằng đạo mới biết bao nhiêu người đều bỏ cuộc hết, kêu bằng
kêu bằng xi măng, không biết bao nhiêu sắt, không biết bao nhiêu đá, không biết bao nhiêu cát, không biết bao nhiêu luôn xi cát mới nhầm với con nữa. Thì lỡ dở kêu cái bằng mảnh này nó giải tan hết là bỏ luôn không cắt nữa. Bởi vì sợ quà thôi. Hơn nữa là nó chết, nó tới rồi, nó chết nó phải nó tới rồi, nó bay luôn không nói, nó té rồi nó đứng dậy nó bay mất con không nói nữa. Chết tại đó luôn. Vậy là tai họa to rồi. Vậy là chắc là có họa to rồi. Chắc là cái chuyện này chắc là không đi ra, hoặc là đường chết chắc không chừng. Ai cũng bàn tán nói vậy. Nên là bây giờ các cái nhà này á thì các cái nhà này á thì không có được rồi, không có nên rồi. Bây giờ chỉ còn có nước bỏ mà không cắt được. Bỏ bây giờ bỏ cái vụ cái nhà không cắt. Bằng đạo giải thích một cái là kêu bạn em xuống tới nhà đây đâu có gì. Mà đã sẽ giải một cái bột là bao nhiêu nhà là bằng đạo là cái gì không có gì sai hoài. Dạ vậy cái cách giải cái con quạ. Dạ. Bằng đạo giải thích từ chi tiết nha, từ chi tiết, từ cái để phải từ chút là cho dễ hiểu. Con quạ nó là tai quạ, nó nghĩ đâu là tai quạ thế đó. Nhưng mà con quạ nó tới đó nó chết là làm cái niềm rất xấu, mà nó chết là hết quạ. Con nghe chưa? Nó chết đâu còn quà nữa, phải không? Yeah. Hết quà không có cái gì hết. Bây giờ cứ việc sẽ cắt như được. À, tới ngày này có gì đâu. Người ta quà gì đâu. Đúng như thật là nó vậy. Bây giờ cái chưa hiểu biết, cái chưa hiểu mình đúng hay là sai, chúng hay là chặt. mình giải đáp, mình giải thích. Đó. Còn nếu mà cái người không biết, nói là con quà nó chết. Còn câu quả tới là tai quả tới, hơn nữa nó tới nó chết rất là quả to, tức là quả cái này con sẽ đưa đến chỗ chết, có cái này chắc là ở chắc có thể là chết hết. Quả. Yeah. quả là tai quả, nhưng mà cái cuộc đời của con quả nó để đó nó chết là nó không còn nữa, không còn nữa là hết quả rồi, cuộc đời hết rồi. Yeah. Phải không? Yeah. Hết quả là hết quả, không có gì hết, không có tai quả gì hết. Yeah. Vẫn cất bình thường, con vẫn tiếp tục xây cất tay gỡ luôn, tới ngày này có gì đâu. Không có tài quả, không có tài năng gì. Chút gì đó, không ai biết. cũng thì dạy cái lý, dạy cái nghĩa. Mà đúng hay chặt, đúng hay là sai gì đó. Con nghĩ có phải không? Yeah. Quả chết thì quả đâu còn. Nếu con quả nó tới đó mà nó không chết, nó dậy nó không chết, nhưng mà rồi nó đứng dậy nó bay đi, là có nhỉ. Là có quả. Tài quả tới, có đâu quả, hoặc là cái nhà này có thể ở, có thể là đau ốm bệnh hoạn chết cháu đó, có thể tán da bại sản hay tàu mặt luôn bậy đó, là có quà là có là có quà có chứ không có phước, không có gì cái mai mà bị con quà nó tới rồi nó đi mất. Vậy là còn quà, thấy không? Là cái đau quà còn. Còn cái này nó chết mất rồi, con quà chết là đâu còn nữa, phải không? Quà chết là hết quà rồi, đâu còn quà nữa. Vậy là hết, không có đau quà. Chúc vậy đó. Nhưng mà cũng là cái hiểu biết, mà cái hiểu biết đúng hay là sai, đúng hay là sai, cái người hiểu biết. mình giải cái nghĩa của mình thì nếu đúng là đúng, còn không đúng là sai. Mỗi người mình là bậc chân tu là nói vậy chứ cái người đời mấy người đi săn bắn cọp bắn rơi người nó ăn mẹ rồi không còn đâu. Mình gắn nó một món ăn 100 chưa đó. Chú thấy cái con rắn ở trong rừng chưa? Con rắn hổ mây chưa? Con rắn nó có thể chú bề cao chú cả 2 thước, mà một người bên đây một người bên kia đứng gần không thấy ai, không thấy ai, không thấy cái đầu ai, nó bự, nó nằm dưới đất mà chú không thấy ai, không biết nó bự cái nào. Cái bề hoành nó có thể bề lớn, nó cũng cả là 2 thước đó, chú phải rắn đó. Nó có thể cây dầu mà cây ở trên núi là hàng từ mấy ngàn năm không á, là nó có thể nó bằng gì đó vậy đó. Con rắn nó không mày. Còn cái cuộn rắn này á, cái cuộn này là cuộn rắn mãng xà của nó mày, có một cái đầu rất nhiều, có một cái đầu cuộn rắn này nó 7 đầu, là khi mà Đức Phật mà vô ngồi dưới gốc Bồ Đề 6 năm quả hạnh đó thì nó ngồi cũng như bằng đạo ngồi dưới gốc nhãn vậy nè. Thì ngồi mưa dông tố bão bùng, mưa tối ngày đêm mưa ghê gớm, nó có thể lạnh là chết người chứ không đâu. Rồi cái con rắn mãng xà nó mới lợi, nó thấy vậy nó mới lợi, nó mới quấn, nó quấn rắn thần mà nó biết đây là một bậc chân tu rồi. Nó mới quấn trên đầu phùng ra, trời mưa trời gió trời Đức Phật, nhờ vậy mà mưa gió gì cũng ướt vậy. Là ngồi Đức Phật ngồi chỉ có ngồi gốc Bồ Đề đó, là
ở đó đâu có mang năm đâu có ai mà đi tới giữa rừng già mà giữa rừng sâu mà rồi đây này ngồi đó là 49 ngày không ăn không uống đó. Mà còn chưa vào mình đào mình đào phải ngồi 100 đó. Còn gì không bị thương á, bị thương phải ngồi gì là 100 ngày á, không ăn không uống rồi ngồi dưới gốc bồ đề đó 6 năm khổ hạnh, ngồi 49 ngày là thành đạo, là Đức Phật là chứng được quả Phật, là cơ bằng được huệ tâm huệ trí, tất cả là phát huệ được, đó là 49 ngày. Rồi ngồi luôn tới 6 năm khổ hạnh, đó là 6 năm khổ hạnh ngồi dưới gốc bồ đề, đó là không đi đứng nằm ngồi cả, ngồi một chỗ mà tu ngồi dưới bồ đề đó. Rất là khổ, mà nói về cái khổ của Đức Phật Thích Ca đối với bằng đạo là sướng hơn nhiều. Bởi vì Đức Phật khỏe mạnh, thấy chú này vậy là còn bằng đạo, đau chết người, đau như gì là đau chết người vậy, mà phải chịu khổ. Bằng đạo chịu khổ là bằng Đức Phật Thích Ca chỉ là chịu có 6 năm mà thôi, bằng đạo phải chịu 60 năm khổ hạnh như vậy đó. Bằng đạo biết khổ với ông cái đầu. Bằng đạo là người trần trong đó. Còn hơn nữa là mình cái sức khỏe đâu bằng ông. Ông là một vị hoàng tử có thể từng chinh Đông Phạt Bắc kiếm cung võ nghệ, là từng đi đánh nhân về Bắc, mà đâu phải mà cái người mà yếu đuối vừa bằng đạo gì đâu. Cái chuyện mà bằng đạo mà ngồi